Hôm nay thì em sẽ lên cho mình một cái em đầm với chất liệu là vải lụa mango nha. Vải lụa mango thì chất liệu của nó sẽ là vải dày nè, mặt mềm, mặt mát cho em ha. Ngoài ra thì hôm nay em sẽ lựa chọn cho mình một cái tông màu sắc rất là đặc biệt luôn. Chắc hẳn là cái bảng màu này các chị yêu nhà mình chỉ cần nhìn sơ thôi là mình sẽ bị mê liền các chị ạ. Màu sắc đơn giản và đặc biệt, những cái ra màu như vậy là các chị mặc quanh năm luôn ha, không bị gọi là lỗi thời nè. Đặc biệt là tông màu sắc thì em sẽ lựa chọn cho mình là tông màu nâu phối đen nhẹ thôi. Thiết kế cho mình là đơn giản và đặc biệt là form giản là form xòe. Đối với những chị yêu nào mình có quyết định ví dụ như là bụng nè, đùi to ha, thì form này nó sẽ che hoàn toàn cho mình luôn. Form nhãn tay sẽ là form nhãn tay ngắn vừa phải, thiết kế form tay sẽ là form tay bồng. Đặc biệt phần tay thì em làm cho mình là nhấn nhá đường viền tay cũng như là form có thiết kế cho mình là có nút nha. Ở đây thì cổ là em làm cho mình là form dáng khổ u, nhít tim nhẹ tạo điểm nhấn trên các phần cổ. Và mẫu này em đã có trên các chi nhánh rồi. Nếu mà chị yêu nào mình có nhu cầu nhập thì mình có thể là tranh thủ mình ghé cửa hàng, mình thử trực tiếp giúp em. Cơ sở Quang Trung Gò Vấp, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú cho em nha. Và nếu mà các chị đặt trực tiếp trên video ngày hôm nay, mình sẽ có một cái phần lợi là được miễn ship nè, được kiểm hàng nè, được giảm tới tận 20.000 trên từng sản phẩm đầm luôn. Rất là tiện lợi các chị yêu nhà mình khi mà đặt trực tiếp nha. Thì mình nhanh tay để lại liền cho em là số điện thoại bên dưới đi. Em nhờ các bạn nhân viên sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho mình về form sau. Nếu như các chị em nhà mình chưa biết là mặc gì cho ngày hôm nay, thì hôm nay mình sẽ lên cho em duyên là một cái form diễn đầm suông nha. Một mẫu đầm có chất liệu vải là vải tuyết lạnh. Ở chất vải này thì mềm nè, mát nè, dày dặn cho mình ha. Ngoài ra thì em sẽ làm cho mình là form diễn ở đầm suông, nhẹ nhàng và chia được khuyết điểm về bụng, về tay và về eo cho mình luôn. Ngoài ra thì em sẽ thiết kế cho mình form điểm nhấn là cách điệu ở hai bên hông. Em làm cho mình là những cái họa tiết hoa và em may ráp vải luôn nha các chị. Hiện tại thì em sẽ thiết kế mẫu này sẽ là form diễn là tay lỡ viền bèo, nhẹ nhàng và sang trọng. Mẫu là của em làm cho mình là cũ tròn nè. Nếu mà chị yêu nào mà thích cái form giản mà đơn giản nhưng mà nhìn xa và gần mình đều có cảm giác cho em là nổi bật, thì mình lựa ngay cho em cái em đầm tông màu sắc là tông màu nâu cà phê, đặc biệt là giống su như thế này nhé. Tiếp tục là em sẽ lên cho mình là tông màu sắc là màu đen nha. Với cái màu đầm su này các chị mặc lên sẽ rất là gọn dáng luôn đó ạ. Nếu mà được các chị yêu nhà mình để liền cho em là số điện thoại ở trên line nha. Mẫu này thì em đang lên cho mình là tông nền đen, kết hợp cho mình là họa tiết là hoa đỏ nè, vừa là điểm nhấn mà vừa làm cho các chị em nhà mình nổi bật hơn rất là nhiều luôn. Form này thì em làm cho mình lựa chọn là form tay lỡ viền bèo, form nhãn bèo có thể là vì ở bên phần tay làm cho mình nổi bật hơn rất là nhiều. Form cổ sẽ là form nhãn cổ tròn có túi sườn ở hai bên nha các chị. Chất liệu vải sẽ là vải tuyết lạnh cao cấp. Mẫu này thì chỉ cần là một lớp thôi nhờ bảo đảm nha. Chất liệu vải lên dày dặn nè, vải lên mềm mát nhẹ nhàng cho em nhé. Đặt đơn hàng để lại số, em sẽ nhờ các bạn nhân viên hỗ trợ chốt đơn hàng cho mình nha. Một sự kết hợp hoàn hảo cho chất liệu vải lụa mango và kết hợp cho mình là chất chinh phong nha. Hai mẫu này thì em làm cho các chị nhà mình sẽ là may form ráp vải nè. Form diễn đầm sẽ là form diễn đầm xòe. Lụa mango ở trên em làm cho mình là họa tiết 3D nổi cực kỳ đẹp luôn. Còn phần thân dưới thì em làm cho mình là có độ rũ nhiều nè. Form độ xòe nhẹ nhàng của chất liệu vải chinh phong, có làm lớp lót trong cho các chị yêu nhà mình sử dụng. Với form này thì em làm cho mình có túi sườn luôn. Và ngoài ra form dáng thì em làm cho mình sẽ là cũ tròn, thiết kế nhấn nhá vừa là họa tiết mà vừa là phần bì ở ngay phần vai của mình nữa nha. Tay sẽ là form tay ngắn bồng tự nhiên. Mẫu này thì hiện tại em đã có cho mình trên các chi nhánh rồi. Chi nhánh Quang Trung Gò Vấp, chi nhánh Bình Dương và chi nhánh Tân Phú cho mình nha. Và nếu mà chị yêu nào mình thích sản phẩm này thì hôm nay mình sẽ đặt hàng trực tiếp trên video. Mình sẽ được hỗ trợ là miễn ship, kiểm tra hàng cũng như là giảm 20.000 trên từng sản phẩm đầm. Nếu chị nào mình đang quan tâm mình để liên hệ em số điện thoại bên dưới. Em sẽ nhờ các bạn nhân viên liên hệ và hỗ trợ cho mình form size nhé. Hôm nay thì nhà tư tươi bên em đã kiếm được một cái form giãn đầm với cái tông màu trung tính, em bảo đảm luôn, ai ai cũng mê các chị yêu nhà mình ơi. Thì với cái ra màu trung tính ngày hôm nay các chị nhìn nha, em làm cho mình là chủ đạo vẫn sẽ là tông cái nền là mình một nền đen, kết hợp thêm một xíu tông họa tiết màu hoa màu vàng nâu ánh lên nhẹ nha. Và hiện tại với tông màu này em nghĩ là các chị yêu nhà mình chỉ cần nhìn qua màn hình thôi là mình sẽ mê liền em này. Hiện tại với cái mẫu đầm form giãn là váy xòe nhẹ nhàng với chất liệu vải là lụa mango cao cấp, có cả làm cho mình là lớp lót trong. Form giãn đầm là form dài đơn giản nè, vừa đẹp mà vừa tiện lợi, các chị em như mình có thể sử dụng đi chơi, đi tiệc và đi làm luôn. Đối với mẫu đầm này thì em sẽ thiết kế form giãn nhấn nhá rất là đẹp. Cái phần cổ thì em làm cho mình là form giãn cổ bẻ, nó giống như là form giãn cổ trụ vậy các chị, nhưng mà form này sẽ làm bẻ cho mình cái phần bèo ha. Ngoài ra thì em sẽ làm điểm nhấn nhá cái phần trước phần ngực á, lại sẽ khoét nhẹ form gờ chữ T, làm cho các chị như mình tạo điểm nhấn lên rất là đẹp. Và phần tay sẽ là form dáng tay lỡ bồng nhẹ nhàng. Form dáng đầm của mình xòe thì vẫn làm có túi sườn ở hai bên.
Mẫu này nếu mà các chị yêu như mình đang phân vân là không biết mặc size nào thì cứ để lại số điện thoại bên dưới, các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình. Hiện tại mẫu này thì em đã có bổ sung trên các cơ sở cửa hàng rồi, cơ sở Quang Trung Gò Vấp, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú giúp em nha. Nếu mà chị yêu nào mà đặt đơn hàng ngày hôm nay thì em sẽ hỗ trợ bao ship trên line, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền và hỗ trợ cho mình giảm tới 20% trên từng sản phẩm đồng các chị yêu. Chất liệu vải mango cũng là một trong những chất liệu được khách nhà em ưa chuộng rất là nhiều luôn. Hôm nay thì TV sẽ mang đến cho các chị yêu nhà mình nha một em đầm chất liệu lụa mango với tông màu sắc cực kỳ gọi là hút mắt luôn nha các chị. Em này cho mình là form dáng là phải xòe nè, tông màu sắc là màu đỏ dù đẹp dù lại sang, làm cho các chị yêu mình nổi bật trong từng bữa tiệc luôn. Ngoài ra không những mà đi tiệc không, mình có thể đi chơi nè, đi làm, mình đi cà phê, dạo phố mình đều có thể sử dụng cho em mẫu đầm ngày hôm nay. Và với mẫu đầm này thì em đang có đủ size để các chị yêu nhà mình không có lăn tăn về size xuống nha. Dưới cho em là 73kg, độ là sẽ có hàng luôn. Và form này em vẫn làm cho mình là có lớp lót trong để cho các chị em nhà mình thoải mái khi sử dụng, và làm cho mình là có túi sườn ở hai bên, nhấn nhá cho mình là tiết hoa văn nổi bật trên form đầm. Cổ sẽ là form dáng cổ ưu tiên nhẹ. Ngoài ra thì em làm cho mình form này sẽ có chiếc ben từ trên vòng 1 đi xuống hẳn cho em luôn. Và nếu mà chị yêu nào mình đang quan tâm đến sản phẩm ngày hôm nay thì nhanh tay đặt đơn hàng liền giúp em. Trong cái video ngày hôm nay mình đặt hàng nha, mình sẽ được hỗ trợ là free ship, kiểm tra hàng và hỗ trợ cho em là giảm tới 20.000 trên từ sản phẩm đầm luôn. Và nếu mà chị yêu nào mình quan tâm thì mình có thể là ghé trực tiếp mình để mình thử trải nghiệm, mình mặc thử sản phẩm mình cũng như là mình được xem trước kỹ hơn. Thì cơ sở bên em có 3 chi nhánh: cơ sở Quang Trung Gò Vấp, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú cho mình nha. Nếu mà chị yêu nào mình ơn thì các chị em như mình để liền cho em số bên dưới, em nhờ các bạn nhân viên liên hệ cho mình các chị yêu nhé. Đỏ đô là một trong những màu gọi là chiếm hết 99% trong tủ đồ các chị em nhà mình đúng không ạ? Thì ngày hôm nay TTV lại về thêm một cái ram màu mới cho mình là tông đỏ đô. Nhưng mà ngày hôm nay em làm cho mình cái ram màu sắc sẽ gọi là sáng vừa thôi, không quá sáng và cũng không quá là trầm nha. Đặc biệt cho mình là ngày hôm nay em làm cho mình là phần trên cổ em làm cho mình là kết ngọc trai. Và ngọc trai này em làm cho mình là ngọc trai màu đỏ, tạo cho mình sự liên kết trên đầm cũng như là giúp cho các chị em nhà mình mặc lên có sự nổi bật hơn. Thay vì các chị em mình phải cần đeo phụ kiện đúng không ạ? Ví dụ dây chuyền nè. Nhưng mà ngày hôm nay em đã làm kết cường sẵn rồi thì các chị em mình không cần phải thêm dây chuyền nữa. Mẫu này chỉ cần cho em thêm một cái túi xách đơn giản thôi, là mình có thể sử dụng đi chơi, đi làm cũng như là mình đi tiệc cho em rồi. Hiện tại thì bên em đang làm cho mình là chất liệu vải dày dặn là vải tuyết lạnh. Chất này thì không cần lót lót trong đâu cả nhà. Chất liệu vải lên mát nè, mềm nè, nhẹ cho em là có độ co giãn nhẹ cho mình ha. Và mẫu này thì em vẫn sẽ có túi sườn ở hai bên. Form vải sẽ là form vải xòe. Mẫu tay thì em làm cho mình là form dáng tay ngắn vừa phải. Nó sẽ bồng nhẹ trên cái phần cổ vai một tí xíu nha, tạo cho mình cảm giác form vai nhìn đều hơn và cái form bắp tay nó sẽ được che gọn luôn. Mẫu này thì em đã có trên cơ sở Quang Trung và Pháp rồi nè, cơ sở Bình Dương, cơ sở Tân Phú cho mình nha. Và nếu mình đặt hàng trực tiếp trên video ngày hôm nay, mình sẽ được hỗ trợ cho em là miễn ship trên line, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, hoặc là mình sẽ được hỗ trợ cho em giảm tới 20k trên từng mẫu đầm luôn nha. Rồi đặt đơn hàng để lại số bên dưới, em nhờ các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình nhé. Hôm nay TTV lại về cho mình thêm một cái mẫu mới đó các chị ơi. Hồi đó tới giờ các chị thấy là đa phần là có rất là nhiều chất liệu vải đúng không? Nhưng mà đó giờ chưa bao giờ có làm cho mình là chất liệu vải là lụa mango ha. Nhưng mà ngày hôm nay TTV sẽ lựa chọn cho em một cái em đầm bi với thiết kế tông màu sắc là trắng và đen, nhưng mà lại làm cho mình là chất liệu là lụa mango rất là độc lạ luôn. Và với em này thì hiện tại ngày hôm nay đang có cái mức giá rất là bất ngờ cho các chị em nhà mình trên video đó. Cái mẫu này của mình sẽ là TTV 900 nha mấy chị. Và hiện tại mẫu này của mình có giá gốc sẽ là 445.000. Nhưng mà duy nhất trong cái video ngày hôm nay các chị nhà mình có chia sẻ like nha, đặt hàng trên cái video ngày hôm nay của mình sẽ được giảm trực tiếp cho em là chỉ còn là 425.000 trong một đầm thôi. Bên cạnh đó mình còn được hỗ trợ là miễn ship cũng như là kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhá. Và hiện tại mẫu này thì mấy chị thấy là làm là thiết kế rất là sang nha. Cái nền đen nhưng mà là chấm bi màu trắng để giúp cho mình gọi là nổi bật cái phong đầm lên, cũng như là giúp cho da của mình trắng hơn nè, dáng mình gọn hơn nè. Và với cái thiết kế là dáng đầm suông thì mấy chị ơi nó rất là gọi là ok ha, che được tay, bộ khuyết điểm về bụng nè, về eo, về chân ha. Và với cái mẫu này thì em rất là thích về cái phần tay nó giúp cho mình là che được hết các khuyết điểm về tay của mình luôn. Thứ nhất là phong tay ngắn, bồng nhẹ và có viền bèo cái phần tay của mình nè. Cái thứ hai là em làm phố ren nha. Và cái phần
còn bạn ren này thì mình sẽ có thêm một xíu phần điểm nhấn là những cái màu tiết nhung nữa để mình nhìn lên cảm giác là nhìn lạ hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Và với mẫu này thì hiện tại em đang đủ các size luôn, từ size M đến tầm size 3XL, và hiện tại là mẫu này đã có mặt tại các cơ sở chi nhánh của TTV rồi, các chị hãy là ghé mua đồ nha. Cơ sở đầu tiên của bên em sẽ là Quang Trung Gò Vấp nè, cơ sở 2 sẽ là Bình Dương nè, và cơ sở 3 sẽ là Tân Phú nha. Và nếu mà chị yêu nào mình không có thời gian nhiều đến tại các cơ sở thì cũng đừng có buồn nha, cứ ghé trực tiếp tại video ngày hôm nay của nhà em để mình được các bạn nhân viên tư vấn về size cũng như là số ký chiều cao của mình các chị nhé. Hôm nay em sẽ lên cho mình là một cái em đầm hoa mới cho các chị nhiều nha. Em lên cho mình là chất liệu vải là von hàng cao cấp nha mấy chị. Form nhĩ đầm dài có độ xẻo thà cho mình luôn. Em này cho mình là sẽ có hai lớp để các chị nhà mình an tâm hơn nè. Hôm nay các chị là cái hoa văn của em nhìn nó kiểu độc đáo hơn đúng không ạ? Nhìn lạ mắt hơn rất là nhiều. Cái này chị em sẽ làm cho mình là những cái rau màu sắc kết hợp rất là sang chảnh luôn các chị yêu ơi. Và form này chị em làm cho mình là form tay lỡ thiết kế cổ tròn. Hai bên cầu vai thì em làm cho mình là có viền bè và đính cả ngọc trai lên bên trên các chị yêu nha. Với form đầm này thì em có làm cho mình là túi sườn ở hai bên. Với form chất liệu vải mềm mát nhẹ nhàng như thế này thì các chị yêu như mình có thể tha hồ diện đi làm nè, diện đi chơi, diện đi dạo phố, đi tết nhất cho em các chị yêu nhà mình nhá. Và nếu mà chị yêu nào mình ưng cái sản phẩm đầm mà em đang mặc trên người thì các chị phải nhanh tay nha, đến cửa hàng mình đặt đơn hoặc là mình đến liền cho em video ngày hôm nay, mình để liền cho em số điện thoại bên dưới, em sẽ hỗ trợ lên đơn cho mình. Khi đặt hàng trên video mình sẽ được free ship, được kiểm tra hàng và được hỗ trợ giảm tới 20% trên tờ sản phẩm đầm. Ngoài ra nếu mình đến tận trang cửa hàng thì mình sẽ được hỗ trợ cho em như là thử sản phẩm đầm nha. Cơ sở Quang Trung và Bắc nè, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú, ba chi nhánh chính bên em nhé. Và nếu mà chị yêu nào mình đang quan tâm sản phẩm này cứ để lại số điện thoại bên dưới em nhờ các bạn nhân viên tư vấn cho mình. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.